Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời hưởng thọ 79 tuổi. Thông tin nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng đau xót. Mới đây, gia đình nghệ sĩ Ánh Hoa thông báo bà đã qua đời lúc 12 giờ ngày 1 tháng 11 tại nhà riêng sau khi điều trị bệnh tai biến mạch máu não tại Bệnh viện Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tang lễ tổ chức tại nhà riêng 691/13 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ đồng quan lúc 8 giờ ngày 3 tháng 11, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Nghệ sĩ Ánh Hoa đã có hơn 60 năm gắn bó với nghệ thuật. Từ năm 16 tuổi đến nay, bà đã có hơn 200 vai diễn. Nghệ sĩ Ánh Hoa gây ấn tượng trong các bộ phim như Người Tình, Người Đẹp Tây Đô, Đất Phương Nam, Mùa Len Trâu, Cổng Mặt Trời, Gọi Giấc Mơ Về. Nếu như trong phim hay đóng các vai khắc khổ, thì cuộc sống ở ngoài đời của nghệ sĩ Ánh Hoa cũng gặp nhiều đau khổ, khó khăn chồng chất. Năm 2019, nghệ sĩ Ánh Hoa từng tâm sự về cuộc sống của mình. Chồng tôi mất sớm, bốn đứa con cũng lần lượt ra đi vì bệnh tim. Con gái đầu qua đời lúc 10 tuổi, đứa thứ hai mất cách đây 3 năm, con trai thứ ba mất lúc 50 tuổi, còn đứa út thì lìa đời lúc 24 tuổi. Nhiều lúc ngồi nghỉ tôi lại buồn vì toàn rơi vào cảnh người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh. Tôi bán căn nhà cũ ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh gửi tiết kiệm phần lãi suất hàng tháng dùng để thuê nhà tại quận 7 để ở. Tôi sống đơn độc trong căn nhà thuê nên cũng buồn lắm. May có em gái ở gần thi thoảng qua nhà ăn chung bữa cơm. Cháu ngoại, cháu nội, cố lâu năm qua thăm bà, ở nhà buồn dễ sinh bệnh nên mỗi khi đi quay tôi lại thấy khỏe hơn. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Kiểm tra thông tin Thủy Tiên dừng phá tiền cứu trợ vì thấy người nhận đeo vàng. Thủy Tiên phản ánh việc người đến nhận tiền cứu trợ là trưởng xóm có người đeo vàng, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng và Chủ tịch xã Hải Thượng cũng lên tiếng phản hồi. Chiều 31 tháng 10 trả lời phóng viên, ông Lê Thế Quảng, Bí thư Huyện ủy Hải Lăng, Quảng Trị cho biết ông nắm được thông tin ca sĩ Thủy Tiên đăng trên mạng xã hội với nội dung ngừng trao hỗ trợ tại huyện Hải Lăng, Quảng Trị do phát hiện trong số người đến nhận tiền có người là trưởng xóm có người còn đeo vàng. Tôi nắm thông tin và đang cho kiểm tra lại. Tuy nhiên clip mà Thủy Tiên đưa có các hoạt động ca sĩ này trao quà cho bà con. Các anh xem clip và nghiên cứu, hiện tôi chỉ trao đổi được vậy thôi. Và khi có thông tin cụ thể tôi sẽ trả lời với anh. Bí thư Huyện ủy Hải Lăng trả lời phóng viên. Đầu giờ chiều cùng ngày, trên trang fanpage Facebook cá nhân Thủy Tiên thông báo ngừng trao tiền hỗ trợ tại Hải Lăng, Quảng Trị. Sáng nay khi phát quà, Tiên phát hiện có rất nhiều người khai giả tới nhận quà. Nhiều người đeo vàng và sơn móng chân cũng đến nhận nên Tiên đã ngừng lại và trực tiếp kiểm tra lại danh sách mà nhóm đã duyệt thì phát hiện ra có nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng lại không có được phiếu để nhận quà mà phiếu do người khác đi nhận. Điển hình như chỉ trong video clip này có tên trong danh sách nhận quà nhưng lại không được nhận phiếu, vậy thì phiếu đến nhận đủ suất trao ra. Ngoài ra, rất nhiều hộ khó khăn, nước ngập sâu lại không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ mà phiếu lại ưu tiên suất cho trưởng xóm như trong clip ở đây. Rất xin lỗi bà con Hải Lăng, Quảng Trị đã chờ Tiên trong ngày hôm nay. Tiên đã phải thức từ 4 giờ 30 để đi vào đây, nhưng mà vì vấn đề này phải buộc lòng tạm hoãn, rất mong bà con thông cảm ạ. Thủy Tiên giải thích lý do ngừng trao tiền hỗ trợ tại huyện Hải Lăng trên fanpage cá nhân. Đính kèm những thông tin trên, fanpage của nữ ca sĩ còn đăng thêm đoạn clip phỏng vấn một số người dân ở xóm 1, thôn Thượng Xã, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo nội dung clip thì người dân phản ánh cả xóm có hơn 100 hộ gia đình, nhưng chỉ có 6 hộ được trao phiếu nhận quà hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên. Đáng chú ý, trong 6 hộ được nhận quà thì có cả gia đình của trưởng xóm. Trả lời phóng viên, ông Trần Đình Kính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng xác nhận việc ca sĩ Thủy Tiên về địa phương này để trao quà hỗ trợ cho bà con và cho biết những gì mà ba người đàn ông nói trong clip đăng trên fanpage Thủy Tiên là không chính xác. Ba người đàn ông trong clip Thủy Tiên đăng tải trên mạng xã hội đúng là người dân xóm 1, thôn Thượng Xã. Tuy nhiên, do họ chưa hiểu vấn đề nên thông tin không chính xác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thượng thông tin. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Thủy Tiên ngầm đáp trả phát ngôn của Phương Thanh về hậu quả khi trao bà con 10 triệu đồng, nói vậy tôi họ lắm. Thủy Tiên đã đăng tải bài viết bênh vực bà con vùng lũ miền Trung trước những thông tin trái chiều lan truyền trên mạng xã hội.
Là người của công chúng, đây không phải là lần đầu Thủy Tiên đối mặt với những thông tin trái chiều ném đá trên mạng xã hội. Mới đây, bà xã Công Vinh đã ngầm đáp trả lại phát ngôn của Phương Thanh tại vùng lũ miền Trung. Theo đó, giọng ca trống vắng cho rằng việc Thủy Tiên trao tặng mỗi hộ 10 triệu đồng vô tình tạo nên nhiều hậu quả xấu, khiến một bộ phận người dân nổi lòng tham, chỉ trông đợi vào tiền mặt, gây lãng phí nhu yếu phẩm qua cứu trợ từ những đoàn từ thiện khác. Tiên không làm tự phát, thích cho nhiều thì cho, mà trong danh sách đưa ra đều phải xác minh rõ ràng dân vùng nào nghèo hơn, ngập sâu hơn, và quanh năm suốt tháng chả có đoàn từ thiện nào có thể ghé đến thì Tiên cho 10 triệu đồng. Tiên có quay livestream mọi người nhìn vùng Tiên cho 10 triệu. Vừa nói xong, tất cả bà con 80% là bật khóc ngay tại chỗ vì họ quá khổ và như vỡ được chiếc phao. Tiên cũng nhiều khi rớt nước mắt khi phát tiền vì nhìn họ sao mà thương quá. Vùng ngập vừa hoặc ớt và nghèo, nhưng các đoàn từ thiện có thể tiếp cận được, Tiên sẽ hỗ trợ ít hơn một chút là 6 triệu, 5 triệu, 2 triệu, 3 triệu là đều cân nhắc từ tình hình thực tế người dân nơi đây mà hỗ trợ, không phải đi làm tự phát cảm tính như một số ý kiến chủ quan đâu ạ. Thủy Tiên bênh vực vì người dân quá nghèo nên trong làn phát tiền thường xảy ra tình trạng tranh cãi, mất trật tự. Tuy nhiên, cô vẫn thông cảm khi nhìn thấy những giọt nước mắt, nụ cười hạnh phúc lúc nhận qua cứu trợ. Còn việc báo rằng do Tiên từ thiện cho tiền nên giờ đa số ai cũng trông tiền, cho bánh chưng họ đem bỏ, thật sự bánh chưng ai cho Tiên là Tiên ăn ngay và luôn, đang thèm ghê nè, là do vận chuyển không may có trục trặc nhiệt độ gì đó mà bánh bị hư, ôi, không ăn được, chứ không phải người ta chỉ trông tiền mà bỏ đồ đâu, nói vậy tội họ lắm. Ngoài kia vẫn có nhiều người ghen ghét mình rồi đặt điều, nhiều lúc mệt mỏi vô tình đọc, rồi tự nhiên bồn bồn trong bụng, mà đến nơi trời mưa tầm tã mà người dân vẫn ngồi ngoài mưa đợi từ sớm, nhìn nụ cười và nước mắt của người dân khi người ta nhận được tiền từ thiện, hết buồn luôn, có những thứ cảm xúc mà làm cho con người ta có động lực vô cùng mãnh liệt, Thủy Tiên chia sẻ thêm. Riêng Phương Thanh, nhiều ngày qua cô đã tạo nên làn sóng tranh cãi vì bài viết trên trang cá nhân, tuy nhiên phát ngôn chê người dân Quảng Ngãi nổi lòng tham được cho là nhận xét quy chụp, vơ đũa cả nắm, thậm chí phát hiện cô nhầm lẫn giữa một huyện của Quảng Nam chứ không phải là Quảng Ngãi như ban đầu. Hiện trên mạng xã hội rất nhiều người đến vùng đất mía đã yêu cầu cô đến chính xin lỗi công khai. Tất cả những gì Chanh viết trên fanpage giữ nguyên và chỉ tính trên bản chính này nha. Báo chí thông cảm, hai hôm nay gọi liên tục, Chanh xin phép không trả lời báo chí bất cứ điều gì để mọi việc không bị dùng sai đi từ ngữ xử lý cho đúng nguyên văn bản. Sorry rất nhiều. Báo chí cứ phản ánh trên tinh thần tattoo của Chanh, xin cảm ơn ngoài cây ý của tattoo Chanh viết sẽ không chịu trách nhiệm. Tất cả Chanh sẽ xin các cơ quan chức năng được xử lý việc của Chanh công khai luôn cho mọi người biết, không xử kín nha, Phương Thanh lên tiếng. Sáng nay, Chanh đi từ thiện một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều người dân trên bờ bị ảnh hưởng nhẹ không nằm trong vùng lũ cũng canh me đồn. Đoàn Thủy Tiên cho tới 10 triệu kia, toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy. Tiền đi trước có lời trước nhưng vì hậu sẽ gây ra nhiễu loạn vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ, tấm lòng của biết bao người mua ngày thức đêm làm cực khổ. Người đang cần thì không có, người không cần thì bị phát dư thừa, xong đem vứt bỏ. Cái gì cũng có hai mặt, cứu được mặt phải tạm thời thì mặt trái cũng nổi lên, nữ ca sĩ đưa ra quan điểm nói lên thực trạng xấu.